Kính chào quý vị đến với bản tin an ninh trật tự thế giới 24 giờ ngày 5 tháng 2. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Hôm 3 tháng 2, nghị sĩ Nga nói kế hoạch tấn công lấy lại Crimea của Ukraine là hoang tưởng. Tấn công khủng bố tại vùng Zaporizhia do Nga kiểm soát ở Ukraine. Đảng Cộng hòa kêu gọi ông Biden xử lý thẳng tay khinh khí cầu do thám của Trung Quốc. Robert đưa các quan chức Mỹ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ UAE cắt đứt thương mại với Nga. Thủ tướng Nhật Bản chỉ trích thư ký về kỳ thị LGBT. Các nhà khoa học Trung Quốc thành công nhân bản ba siêu bò Holstein. Italia tìm thấy 8 thi thể trên chiếc thuyền tị nạn trôi giặt ở địa trung hải. Hôm 3 tháng 2, đại biểu Duma Quốc gia Nga ở Sevastopol, ông Dmitry Belik, đã nói rằng kế hoạch tấn công của Ukraine nhằm chiếm lại bán đảo Crimea là hoang tưởng. Cụ thể, ông Belik nói với hãng thông tấn Tria rằng hành động lên kế hoạch đánh chiếm Crimea của Ukraine là hoang tưởng. Theo ông Belik, để chiếm Crimea không chỉ cần phải có lực lượng tấn công mà còn cần phải có sự hỗ trợ toàn quân đội. Dẫu thế thì độ thành công cũng không chắc chắn. Ông Belik nói Crimea chỉ là một phần của quân khu phía Nam. Nếu bán đảo bị tấn công, quân đội Crimea sẽ phải đối phó không chỉ với lực lượng ở Crimea, mà còn với quân đội đóng tại lãnh thổ Krasnodar và vùng Rostov. Đây sẽ là một vấn đề hoàn toàn khác. Toàn bộ ý tưởng tấn công Crimea của Ukraine đều là sự ảo tưởng. Theo Belik, nếu lực lượng tấn công Ukraine được cử đi tấn công Crimea, thì họ sẽ chỉ có thể đặt chân được đến tuyến liên lạc, mà chuyện này thậm chí còn rất khó để xảy ra. Thưa quý vị, vào hôm 3 tháng 2, Mỹ đã tiếp tục công bố gói viện trợ quân sự mới nhất cho Ukraine. Trong gói viện trợ lần này, có một loại vũ khí đã gây chú ý, đó là bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB của tập đoàn quân sự Boeing. Đây là loại bom có tầm bắn gần 160 km và có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ukraine lấy lại bán đảo Crimea. Theo Reuters, hệ thống GLSDB sử dụng bom gbu 319 có chức năng dẫn đường chính xác được lắp trên động cơ tên lửa M26. Các hệ thống GLSDB thường được phóng từ trên không. Loại nằm trong gói viện trợ dành cho Ukraine sẽ cần mất nhiều tháng để có thể triển khai trên chiến trường. Người phát ngôn lầu năm góc tướng Pat Ryder nói với các phóng viên hôm 3 tháng 2 rằng hệ thống này sẽ giúp Ukraine tiến hành các hoạt động bảo vệ đất nước của họ và lấy lại lãnh thổ có chủ quyền trong các khu vực bị Nga chiếm đóng. Cụ thể, phạm vi 160 km sẽ giúp Ukraine gây áp lực lên bán đảo Crimea mà Nga đang nắm quyền kiểm soát hiện nay. Cựu chỉ huy của quân đội Mỹ tại châu Âu, ông Ben Hodges, nói vào tháng 1 rằng mặt trận quyết định cho cuộc chiến này là Crimea. Chính phủ Ukraine biết rằng họ không thể chấp nhận việc Nga giữ quyền kiểm soát Crimea. Điều đáng chú ý là có viện trợ của Mỹ không có hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội ATAMS At do Mỹ sản xuất mà Ukraine đã yêu cầu vào tháng 5 năm ngoái. Chính quyền ông Biden đã từ chối gửi các tên lửa có tầm bắn xa cho Ukraine vì lo ngại rằng chúng có thể trở thành mục tiêu của Nga. Hôm 3 tháng 2, một chiếc xe bị gắn bom đã gây ra tiếng nổ lớn tại thành phố Enichigoda, thuộc vùng Zaporizhia do Nga kiểm soát ở Ukraine. Thông tin được đài ATI trích dẫn thông báo của giới chức địa phương. Ông Vladimir Rogov, quan chức chính quyền quân sự dân sự Zaporizhia, nhận định đây là một vụ tấn công khủng bố. Vụ việc diễn ra vào sáng mùng 3 tháng 2 theo giờ địa phương, khiến một người thiệt mạng và làm vỡ cửa kính của tòa trung cư 9 tầng gần đó, cũng như phá hủy một phương tiện khác. Nạn nhân được xác định là một sĩ quan của khu vực. Giới chức địa phương đã mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Vùng Zaporizhia là một trong bốn vùng lãnh thổ của Ukraine mà Moscow tuyên bố sáp nhập vào tháng 9 năm ngoái sau một cuộc trưng cầu dân ý. Trong đó, thành phố Energoda là nơi tọa lạc của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia có quy mô lớn nhất châu Âu. Kiev và phương Tây đều cho rằng những cuộc trưng cầu dân ý của Nga tại bốn vùng trên là giả và không có giá trị. Liên quan đến vụ việc khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bất ngờ xuất hiện trên bầu trời thành phố Berlin, tiểu bang Montana của Mỹ vừa qua. Sau khi sự việc nổ ra, thì giới lãnh đạo Mỹ đã đưa ra nhiều phản ứng quyết liệt về vụ việc. Mới đây vào hôm 3 tháng 2, khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố sẽ hoãn chuyến thăm đến Trung Quốc do không thể chấp nhận được hành động này, thì nhiều đảng viên của Đảng Cộng Hòa đã bắt đầu lên tiếng kêu gọi chính quyền Đảng Dân Chủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden cần phải hành động nhiều hơn. Đại diện đến từ Đảng Cộng Hòa, ông Montana Julian người từng là thư ký nội vụ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, đã kêu gọi bắn hạ quả khinh khí cầu. Trong khi đó, hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene nói rằng nếu là ông Trump, ông ấy chắc chắn sẽ bắn trước khinh khí cầu này. Nhưng các quan chức Nhà Trắng cho biết họ không làm thế vì lo ngại sẽ gây rủi ro cho dân thường bên dưới. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, ông Patrick Rader nói, Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá và đưa ra các quyết định phù hợp dựa trên cách giải quyết của chúng tôi đối với các mối đe dọa tiềm ẩn. Sự an toàn và an ninh của người dân Mỹ là quan trọng nhất. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa ở Florida, Marco Rubio, Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, đã đăng tải dòng trạng thái trên Twitter vào hôm 3 tháng 2 rằng Thật sai lầm khi không bắn hạ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc vào lúc nó bay qua một khu vực dân cư thưa thớt. Đây không phải là khinh khí cầu, nó có các cảm biến với tải trọng vô cùng lớn, có kích thước gần bằng hai chiếc xe buýt và có khả năng hoạt động độc lập. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện, ông Kevin McCarthy đã nói rằng, sự xem thường trắng trợn này đối với chủ quyền của Mỹ là một hành động gây bất ổn, cần phải được giải quyết và Tổng thống Biden không thể im lặng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã lên tiếng đính chính vào hôm 3 tháng 2 rằng khinh khí cầu này vốn được sử dụng cho nghiên cứu khoa học do khả năng điều khiển hạn chế khinh khí cầu đã đi trạch hướng. Bộ Ngoại giao nói phía Trung Quốc lấy làm tiếc về việc khi khí cầu đã vô tình xâm nhập công phận Mỹ vì lý do bất khả kháng. Hôm thứ Sáu, mùng 3 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã so sánh những thành tựu của Đảng Dân Chủ cầm quyền với chương trình nghị sự của các đảng viên Cộng Hòa tại Hạ Viện. Cụ thể, ông Biden đã ca ngợi những bước tiến của Đảng Dân Chủ và cho rằng các đảng viên Cộng Hòa đang muốn phá vỡ những điều này. Trong cuộc họp của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ tại Philadelphia, ông Biden tuyên bố chính quyền của ông đã tăng số lượng việc làm và nâng cao cơ sở hạ tầng. Trước đó, CBS News đã đưa tin ông Biden dự kiến sẽ công bố tranh cử Tổng thống năm 2024. Do đó, tại cuộc họp của Ủy ban, ông đã nói, chúng tôi chỉ mới bắt đầu. Quý vị sẽ đứng về phía tôi chứ? Với kinh tế, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh rằng Đảng Dân Chủ cầm quyền đã tập trung nâng cao năng lực sản xuất ở Mỹ. Việc làm tăng, tiền lương tăng, lạm phát giảm, đại dịch COVID-19 không còn kiểm soát chúng ta nữa. Nhưng giờ đây những đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện lại cho rằng mọi thứ đang gặp rủi ro, họ có ý định phá hủy những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được. Tổng thống Biden cũng đề cập đến cuộc chiến nợ nần khi các đảng viên Đảng Cộng hòa tìm cách cắt giảm chi tiêu để xem xét tăng mức trần nợ. Ông Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã có cuộc họp trực tiếp đầu tiên vào ngày 1 tháng 2 để thảo luận về giới hạn nợ của nước Mỹ. Ông Biden khẳng định: "Tôi sẽ không để bất kỳ ai lợi dụng niềm tin và sự tín nhiệm của người dân Mỹ như một con bài để thương lượng." Sau đó, nhà lãnh đạo nước Mỹ đề ra một số mục tiêu cho chương trình nghị sự trong tương lai. Danh sách bao gồm đảm bảo chi phí insulin là 35 đô la một tháng đối với mỗi người Mỹ, thông qua chế độ nghỉ phép gia đình có lương, cấm vũ khí tấn công và thông qua đạo luật quyền bầu cử George Lewis. Hôm 3 tháng 2, sau cuộc gặp với nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ là ông Antony Blinken ở Seoul, ngoại trưởng Hàn Quốc ông Park Jin cho biết rằng Seoul và Mỹ đã cam kết tăng cường sự răn đe đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trong bối cảnh lo ngại về khả năng triển khai tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng, Hàn Quốc đang đẩy mạnh việc gian đe đối với quốc gia này và đề cao khả năng của quân đội Mỹ trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công và các nước đồng minh. Ông Park nói tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với ông Blinken rằng. Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đạt được hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi cam kết sẽ tăng cường răn đe và duy trì phòng thủ một cách vững chắc. Bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên đều sẽ bị đáp trả vô cùng kiên quyết. Cuộc gặp của ông Park và ông Blinken diễn ra sau chuyến thăm đến Seoul vào tuần này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ông Austin trước đó cũng tuyên bố sẽ mở rộng các cuộc tập trận quân sự và tăng cường kế hoạch răn đe hạt nhân để chống lại việc phát triển vũ khí của Triều Tiên. Về vấn đề hợp tác kinh tế, ông Park cho biết, chúng tôi cũng sẽ làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng đạo luật giảm lạm phát của Mỹ sẽ giải quyết được các mối quan tâm của các công ty Hàn Quốc và mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và ngành công nghiệp của cả hai. Ông Park cho biết, Seoul cũng sẽ cân nhắc đến việc hợp tác triển khai đạo luật khoa học và CHIPS cùng với Washington, một luật vốn được Mỹ tạo ra để đẩy mạnh sản xuất và nghiên cứu chất bán dẫn nhằm cạnh tranh với Trung Quốc. Các quan chức Mỹ đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE không nên duy trì quan hệ kinh tế với Moscow vì hợp tác thương mại của hai nước này đang khiến cho lệnh trừng phạt Nga không phát huy hiệu quả. Thông tin vừa được Bloomberg đăng tải. Theo hãng tin, Thứ trưởng Bộ Ngân khố Mỹ ông Brian Nelson đã cảnh báo vấn đề này trong cuộc họp với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đầu tuần, ông Nelson đã đến thăm UAE và Thổ Nhĩ Kỳ. Tại các buổi họp, ông Nelson đã cùng quan chức của hai nước này thảo luận về những lo ngại của Washington đối với việc xuất khẩu hàng hóa sang Nga. Bloomberg cho hay, một số quan chức Mỹ đã kêu gọi hai chính quyền Ankara và Abu Dhabi kiểm soát dòng hàng hóa đến Nga, nhất là những hàng hóa có thể sử dụng cho ngành công nghiệp quốc phòng, vì Moscow có thể dùng các mặt hàng này để kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine. Nhiều nhà xuất khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ đã vận chuyển hàng hóa trị giá hơn 800 triệu đô la sang Nga trong khi đó UAE vẫn duy trì quan hệ với cả Ukraine và Nga tổng thống UAE ông Mohamed bin Zayed al đã gặp nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin vào tháng 10 năm ngoái giữa lúc cuộc chiến ở Ukraine vẫn tiếp diễn Moscow và Abu Dhabi đã tuyên bố sẵn sàng hợp tác ở mọi lĩnh vực Hôm 4 tháng 2, phát biểu trên đài truyền hình NHK, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã lên tiếng của trách một trong những thư ký của mình khi người này nói rằng không muốn sống cạnh các cặp đôi đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính hoặc là chuyển giới và nói rằng sẽ trốn khỏi Nhật Bản nếu nước này hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Trước đó vào hôm 3 tháng 2, ông Masayoshi Arai, một quan chức làm việc trong chính quyền của ông Kishida, đã nói rằng ông thậm chí còn không muốn liếc mắt các cặp đôi đồng giới. Ông Kishida sau đó đã chỉ trích ông Arai, gọi những bình luận của ông là thái quá và hoàn toàn không phù hợp với các chính sách của chính quyền. Đồng thời nói rằng có thể sẽ sa thải ông Arai. Ông Arai sau đó cũng đã lên tiếng xin lỗi vì những bình luận gây hiểu lầm của mình. Sau khi ông Kishida phát biểu trước quốc hội rằng hôn nhân đồng giới cần được xem xét cẩn thận vì nó có thể ảnh hưởng đến cấu trúc gia đình. Những bình luận của ông Arai đã khiến ông Kishida bối rối giữa lúc ông đang chuẩn bị đón tiếp các nhà lãnh đạo của các quốc gia thuộc G7 vào tháng 5 này. Không giống như Nhật Bản, quốc gia được Đảng Dân Chủ Tự Do LDP bảo thủ cầm quyền trong hầu hết 7 thập kỷ qua. Các nước còn lại của G7 đều cho phép kết hôn đồng giới. Bên cạnh đó, điều này cũng có thể làm sói mòn thêm sự ủng hộ của công chúng đối với ông Kishida. Trong một cuộc khảo sát do NHK công bố vào tháng 7 năm 2021, hai tháng trước khi ông Kishida trở thành thủ tướng, 57% trong số 1.508 người được hỏi cho biết họ ủng hộ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Vào tháng 11 năm ngoái, một tòa án ở Tokyo đã giữ nguyên lệnh cấm hôn nhân đồng giới, nhưng cũng cho biết việc thiếu sự bảo vệ pháp lý cho các gia đình đồng giới như hiện tại vi phạm nhân quyền của họ. Hôm mùng 3 tháng 2, văn phòng di cư La Lue của Haiti vừa công bố các video ghi lại cảnh nhiều người Haiti đổ về văn phòng để làm hộ chiếu tham gia vào dự án di cư của Mỹ. Theo các video được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã trèo lên lan can cầu thang và thậm chí còn bị dẫm phải khi đang cố gắng chen trong đám đông để có thể nhanh chóng hoàn thành hồ sơ của mình. Trước đó vào đầu tháng 1, Mỹ cho biết sẽ cho phép tối đa 30.000 người từ Haiti, Cuba, Nicaragua và Venezuela nhập cảnh bằng đường hàng không mỗi tháng theo chương trình di cư hiện tại. Washington sẽ cho phép người di cư nhập cảnh theo từng trường hợp, ưu tiên các vấn đề nhân đạo hoặc lợi ích công cộng. Động thái này được đưa ra khi chính quyền Washington bắt đầu tăng thêm các hạn chế về nhập cư vốn có từ thời cựu Tổng thống Donald Trump để nhanh chóng trục xuất những người di cư trái pháp luật đi qua biên giới Mỹ-Mexico. Hàng trăm người Haiti đã bị chặn lại trên những chiếc thuyền di cư trong bối cảnh bạo lực đang gia tăng ở đất nước, khi các bang đảng hoành hành khiến hàng trăm người thiệt mạng và hơn 100.000 người phải di tản. Mới đây, các nhà khoa học thuộc Đại học Tây Bắc ANF của Trung Quốc thông báo rằng đã nhân bản thành công 3 siêu bò có khả năng sản xuất ra nhiều sữa hơn 50% so với bò sữa Holstein của Canada. Theo tờ Global Time của Trung Quốc, các nhà nghiên cứu đã lấy các mẫu mô từ những con bò Holstein và sử dụng phương pháp chuyển nhân tế bào Soma để nhân bản chúng. Phương pháp này sử dụng các tế bào cơ thể để tạo ra một phôi thai và sau đó đặt vào một động vật thay thế khác để nó mang thai hộ. Đây là phương pháp nổi tiếng từng được sử dụng để nhân bản cừu đô ly. Vào tháng trước tại thành phố Ninh U, các bê con đã ra đời. Con đầu tiên nặng 56,7 kg và cao 76 cm. Theo báo cáo, những con bê này đầu có hình dạng và kiểu da chính xác với con bò được nhân bản. Các nhà nghiên cứu tin rằng các con bò này có thể sản xuất khoảng 18 tấn sữa mỗi năm, tổng cộng là 100 tấn sữa trong suốt cuộc đời của chúng. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Canada năm 2021, trung bình một con bò Holstein ở Canada sản xuất khoảng 12 tấn sữa trong 305 ngày. Các nhà khoa học đã chọn những con bò Holstein năng suất cao để nhân bản. Bò Hà Lan vốn được biết là sản lượng sữa cao hơn đáng kể so với lượng sữa trung bình, nhưng các nhà nghiên cứu đã xác định rằng khoảng 5 trong số 10.000 con bò Canada Holstein ở Trung Quốc là năng suất cao và sống lâu. Để bảo tồn các gen di truyền lý tưởng này, các nhà khoa học đã quyết định nhân bản chúng. Theo các phương tiện truyền thông, Trung Quốc chủ yếu dựa vào nhập khẩu bò sữa để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về sữa và phô mai. Ông Jin Yaping, trưởng nhóm nghiên cứu tin rằng dự án siêu bò sẽ hồi sinh ngành nông nghiệp của Trung Quốc. Ông Jin nói rằng thí nghiệm của các nhà khoa học đã tạo ra 120 phôi nhân bản, 42% trong số đó được cấy vào những con bò cái khác. Ông Jin cho biết chúng tôi dự định sẽ mất 2 đến 3 năm để tạo ra đàn bò sữa hơn 1.000 con. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để giải quyết sự phụ thuộc của Trung Quốc vào việc nhập khẩu bò sữa nước ngoài. Theo ABC News, hôm 3 tháng 2, Sudan đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lập tức gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí và các lệnh trừng phạt khác áp đặt ở khu vực phía tây của Sudan là Darfur vào năm 2005. Nói rằng hình phạt này không yêu cầu chính phủ của nước này phải đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc. Trong lá thư gửi đến Hội đồng, Đại sứ Liên Hợp Quốc của Sudan, ông Anharis Idris Mohamed nói rằng các lệnh trừng phạt vào năm 2005 đối với vùng Darfur đã không còn phù hợp so với ngày nay. Ông nói phần lớn vùng Darfur đã vượt qua tình trạng chiến tranh cũng như những thách thức về an ninh và chính trị trước đây. Ông Mohamed cho biết chính phủ của Sudan cam kết giải quyết các vấn đề xã hội và an ninh còn tồn tại ở Darfur, bao gồm cả các cuộc đụng độ bộ lạc lẻ tẻ. Ông nói thêm rằng Sudan đang thành lập và triển khai lực lượng gìn giữ an ninh chung để bảo vệ thường dân. Chính phủ Sudan đã nhiều lần kêu gọi Hội đồng Bảo an dỡ bỏ lệnh trừng phạt, nhưng bức thư mà ông Mohamed gửi vừa qua đã mạnh mẽ hơn so với trước đây. Xung đột Đa Phu bắt đầu từ năm 2003 khi quân nổi dậy cầm vũ khí chống lại chính phủ độc tài ở Khartoum do cựu Tổng thống Sudan Omar al-Bashir lãnh đạo, cáo buộc chính quyền này phân biệt đối xử. Liên Hợp Quốc trước đây ước tính đã có hàng trăm nghìn người đã chết trong cuộc xung đột và 2,7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Ông al-Bashir bị Toán Hình sự Quốc tế truy nã về những tội ác ở Đa Phu. Toán đã ban hành lệnh bắt giữ ông vào năm 2009 vì tội ác chống chiến tranh, đồng thời thêm tội diệt chủng. Vào tháng 4 năm 2019, ông Al Bashir bị lật đổ sau 3 thập kỷ cầm quyền, ông bị giam giữ ở Khartoum và đang phải đối mặt với những cáo buộc tham nhũng và cáo buộc liên quan đến lật đổ chính phủ được bầu trước đây. Vào tháng 10 năm 2021, Sudan rơi vào tình trạng hỗn loạn sau một cuộc đảo chính do tướng Abdel Fattah Wuhan nhân vật quân sự hàng đầu của đất nước lãnh đạo. Đại sứ Sudan nói với Hội đồng Bảo an rằng các lệnh trừng phạt trước đây đã có tác động bất lợi và hậu quả tiêu cực so với việc chỉ đơn thuần lệnh cấm vận vũ khí ở Darfur, bao gồm cả việc đóng băng tài sản và cấm đi lại. Hôm thứ Sáu mùng 3 tháng 2, truyền thông Italia đưa tin lực lượng bờ biển của quốc gia này đã phát hiện 8 thi thể trên một chiếc thuyền di cư trôi giạt ở bờ biển đảo La vùng địa Trung Hải. Theo kênh Trenews 24, các đơn vị bảo vệ bờ biển đã nỗ lực giải cứu một chiếc thuyền chở người di cư. Trong quá trình đó, 46 người đã được giải cứu và 8 thi thể đã được tìm thấy. Lực lượng bờ biển cho biết có 5 thi thể là đàn ông và 3 thi thể là phụ nữ, trong đó có một người đang mang thai. Nguyên nhân tử vong có thể là do đói và lạnh. Trong những năm qua, khu vực Địa Trung Hải nằm giữa Italia, Malta và Libya đã trở thành những tuyến đường tị nạn lớn từ châu Phi sang châu Âu. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, tổng cộng đã có 1.377 người thiệt mạng ở khu vực địa Trung Hải trong năm 2022. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ Italia báo cáo rằng số người vượt biên đến nước này là 104.061 người vào năm ngoái. Ít nhất là 3 người chết và 3 người bị thương nặng sau khi một chiếc xe buýt có biển số xe của Rumani mất lái, lao khỏi đường và lật ngang khi đang lưu thông trên một con đường ở phía đông bắc của Slovenia. Thông tin được rõ từ đăng tải. Reuters dẫn thông báo của các nhà chức trách cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng ngày 3 tháng 2 trên con đường gần thành phố Moskva Sobota. Cảnh sát, lính cứu hỏa và các đội y tế nhanh chóng triển khai đến hiện trường sau khi nhận được tin báo. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện trong khu vực để chữa trị. Vào thời điểm tai nạn xảy ra trên xe buýt có 29 người, trong đó có 3 tài xế. Hiện chưa rõ quốc tịch của các nạn nhân. Giới chức địa phương đã mở cuộc điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Theo cảnh sát, vụ việc là do lỗi từ phía tài xế xe buýt. Rõ đưa tin nhà thiết kế thời trang Paco Rabanne nổi tiếng với những thiết kế bằng lưới kim loại vào những năm 1960 vừa qua đời ở tuổi 88. Tập đoàn Tây Ban Nha Puig, công ty sở hữu thương hiệu thời trang và nước hoa Rabanne, xác nhận nhà thiết kế Paco Rabanne chút hơi thở cuối cùng vào ngày 3 tháng 2 tại nhà riêng ở Borsan, Pháp. Sinh ra tại một làng quê thuộc vùng Basque của Tây Ban Nha vào năm 1934, ông Rabanne lớn lên ở Pháp và theo học ngành kiến trúc trường. Ecole de Art, thủ đô Paris. Được mệnh danh là kẻ khủng khiếp đáng sợ của thời trang Pháp, ông bắt đầu sự nghiệp thiết kế bằng những bản phác thảo túi sách, dây dép cho Dior, Balenciaga và Givenchy. Trước khi lấn sân sang lĩnh vực thời trang, ông tung ra thương hiệu mang tên mình vào năm 1966 với bộ sưu tập đầu tay mang tên 12 bộ váy không mặc được bằng chất liệu đương đại. Các bộ quần áo làm bằng các giải nhựa kết hợp với các vòng kim loại để những người mẫu trình diễn bằng chân trần tại một khách sạn cao cấp ở Paris đã tạo nên tiếng vang lớn cho Rabanne. Thiết kế của ông được nhiều ngôi sao Hollywood vào thời điểm đó lựa chọn như là Jane Fonda, Audrey Hepburn, Bridge Bardot và Jane Birkin. Vào cuối những năm 1960, ông hợp tác với công ty gia đình Puig của Tây Ban Nha để cho ra mắt các dòng nước hoa thương hiệu Rabanne, trở thành ban đạp giúp doanh nghiệp này mở rộng ra thị trường quốc tế. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin an ninh trật tự thế giới 24 giờ ngày 5 tháng 2. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.